Tình hình quảng trường Taksim trong sáng nay. Tin Istanbul, người biểu tình chiếm công viên Gezi nói rằng họ cảm thấy đoàn kết hơn lúc nào hết sau 9 ngày cảnh sát dùng lựu đạn cay và xe vòi rồng chống lại các người xuống đường. Người biểu tình, như người che lều vải, đã chiếm phần lớn quảng trường Taksim, thiết lập tại đây nhiều chướng ngại vật làm bằng đá lề đường, các bảng tên đường, xe bị ăn cắp, dây thép gai. Các chướng ngại vật này đã làm bế tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố. Cảnh sát đã hoàn toàn rút khỏi khu vực, xe vòi rồng đậu cách đó vài trăm thước. Một người biểu tình nói ông ta sung sướng sống như thế này, không cần quan tâm tới các đảng chính trị. Người biểu tình tại đây không phải là những người khiêu khích, không muốn bị tấn công, hơi cay làm nguy hại cho mọi người dù già hay trẻ. Một người khác nói, từng ngày đi qua, người biểu tình càng lúc càng đoàn kết hơn. Cuộc biểu tình lúc đầu chỉ tranh đấu bảo vệ một vùng cây cối tại một góc quảng trường Taksim đã trở thành sự tức giận chưa từng có đối với chính quyền Thủ tướng Erdogan và đảng AK. Cảnh sát được xe bọc sắt và trực thăng yểm trợ đã xô sát với người biểu tình hết đêm này tới đêm khác, làm ít nhất 3 người chết và trên 5 người bị thương. Những người tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên gọi họ là nhóm đoàn kết Taksim, liên kết kêu gọi chính phủ rút lại chương trình tái phát triển tại công viên Gezi, từng chỉ cảnh sát dùng lựu đạn cay và những người có trách nhiệm đàn áp người biểu tình phải bị cách chức.